Xe tăng T-72 Nga nổ tung vì lọt vào trận địa mìn của Ukraine. Đoạn video do Ukraine công bố cho thấy xe tăng T-72B của Nga bị phá hủy sau khi lọt vào trận địa mìn của Kiev. Lực lượng vũ trang Ukraine cuối tuần vừa qua đã đăng tải video ghi lại cảnh một chiếc xe tăng T-72B của Nga bị mìn phá hủy ở Vuhledar, một thành phố ở tiền tuyến ở tỉnh Donetsk của Ukraine. Ukraine cho biết, lữ đoàn 72 của quân đội nước này đã phá hủy chiếc xe tăng của Nga khi khí tài này đi qua khu vực mà Kiev mô tả là hố đen ở Vuhledar. Đoạn video cho thấy, ngoài chiếc T-72B của Nga, nhiều phương tiện bị hỏng hoặc bị bỏ lại cũng xuất hiện ở khu vực bãi mìn của Ukraine ở Vuhledar, cho thấy đây dường như là khu vực mà Nga có thể đã mất khí tài trước đó. Những ngày gần đây, Nga bắt đầu tăng cường tấn công vào các vị trí gần Vuhledar, cùng với Bakhmut. Đây là một trong những điểm nóng nhất trên mặt trận Donbass, nơi hai phía Nga-Ukraine đều chịu thiệt hại nặng nề. Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, các lực lượng Nga đã không thay đổi chiến thuật của họ xung quanh Vuhledar, nhưng gần đây đã có sự gia tăng các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công mà không có sự hỗ trợ của thiết giáp, và thậm chí một số trường hợp xe bọc thép chở bộ binh đã đưa bộ binh ra tiền tuyến để thực hiện các cuộc tấn công rồi sau đó rút lui. Trong khi đó, tình báo Anh nói rằng Nga đã gặp nhiều tổn thất về phương tiện tại Vuhledar khi tăng cường các cuộc tập kích vào hướng này. Trung tâm tình báo Ukraine bị Nga tấn công, phương Tây đặt hạn chót đàm phán hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga thông báo một trung tâm tình báo điện tử của Ukraine ở Brovary thuộc vùng Kiev đã bị các tên lửa của Nga tấn công. Theo thông tin cập nhật trên kênh Telegram vào ngày 27 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm trước đó, các tên lửa của Nga có đánh trúng trung tâm hoạt động đặc biệt của phương Tây nằm gần thành phố Khmelnitsky ở phía tây Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang của Nga vẫn tiếp tục tấn công theo hướng Donetsk, nơi họ đã tiêu diệt hơn 250 binh sĩ Ukraine, cùng hàng chục thiết bị quân sự đã bao gồm cả hai xe tăng. Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy một kho đạn nằm gần thành phố Bakhmut, một radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Bakhmut, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiêu diệt 70 binh sĩ Ukraine, đồng thời tiêu diệt hoặc làm bị thương khoảng 140 binh sĩ ở hướng Krasnyi Lyman, ở hướng nam Donetsk và Zaporizhzhia. Nga đã tiêu diệt tới 95 binh sĩ đối phương và 60 binh sĩ ở hướng Kherson. Trong bản cập nhật thông tin vào ngày 26 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đã tiêu diệt 6 nhóm phá hoại và trinh sát ở khu vực Kharkov, bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Ukraine gần làng Golubovka. Kể từ khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã bị mất tổng cộng 390 máy bay, 211 trực thăng, 3.248 máy bay không người lái UAV, 408 hệ thống tên lửa phòng không, 8.058 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 4.228 khẩu pháo và súng cối, cùng 8.574 phương tiện quân sự đặc biệt. Phương Tây đặt hạn chót đàm phán hòa bình cho Kiev. Tờ Bin dẫn lời nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ và Đức cho hay, các quốc gia phương Tây đang cân nhắc việc áp đặt tối hậu thư đối với Kiev liên quan đến đàm phán hòa bình tiềm năng với Moscow. Theo Bin, thông qua nguồn vũ khí mới cung cấp, Mỹ và các đồng minh muốn Kiev có thêm động lực để giành lại những khu vực ở Ukraine đang bị quân đội Nga nắm quyền kiểm soát, và phương Tây muốn thấy được kết quả vào mùa thu năm nay. Nếu cuộc phản công thất bại, áp lực buộc Kiev phải đàm phán với Điện Kremlin sẽ tăng lên, Bin cho biết. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên tham gia vào các cuộc đối thoại với Nga. Nga tăng cường tấn công, Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn. Ukraine cho biết tình hình trên chiến tuyến đang rất khó khăn, đặc biệt là ở Bakhmut, thành phố miền đông của nước này khi Nga tăng cường độ tấn công. Tình hình chiến tuyến rất khó khăn, quân đội Nga đang tăng tần suất tấn công, khó khăn nhất là ở mặt trận Bakhmut, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram ngày 27 tháng 2. Bà cho biết thêm, lực lượng Nga đang sử dụng chiến thuật phá hủy, làm kiệt quệ nguồn lực của Ukraine. Tuy nhiên, Nga cũng phải hứng tổn thất nặng nề, mất từ 600 đến 1.000 quân nhân mỗi ngày, Thứ trưởng Malia cho hay. Theo bà Malia, quân đội Ukraine đang tích cực phòng thủ trong bối cảnh Nga áp đảo về lực lượng. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình xung quanh điểm nóng Bakhmut ngày càng thách thức, khó khăn. Tình hình ngày càng phức tạp hơn. Đối phương liên tục phá hủy mọi thứ mà chúng ta có thể sử dụng để bảo vệ vị trí của mình, ông Zelensky nói. Ông gọi những người lính đang chiến đấu ở Bakhmut là người hùng thực sự. Ông nhấn mạnh quân đội Ukraine sẽ nỗ lực để bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể. Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine bắt đầu tấn công nhằm kiểm soát Bakhmut ở tỉnh Donetsk từ tháng 7 năm ngoái. Bất chấp các cuộc giao tranh kéo dài gần 8 tháng qua, đến nay Moscow vẫn chưa đạt được mục tiêu kiểm soát Bakhmut. Người đứng đầu vùng ly khai Donetsk Denis Pusilin hôm qua nói rằng tất cả các con đường dẫn vào Bakhmut đều đã nằm trong tầm hỏa lực của lực lượng thân Nga. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tiến công của Nga ở các khu vực xung quanh Bakhmut và hiện vẫn kiểm soát được tình hình. Theo giới chuyên gia, kiểm soát được Bakhmut sẽ là một bước tiến lớn cho Nga, nhưng sẽ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng do thành phố này có rất ít giá trị chiến lược. Việc giành được Bakhmut sẽ cho phép Moscow có được một số chiến thắng rất cần thiết và khẳng định động lực trong một cuộc chiến mà lực lượng Nga chưa chiếm được một thành phố lớn nào kể từ mùa hè năm ngoái. Với Nga, Bakhmut đóng vai trò là bàn đạp để lực lượng của họ tiến đến các thị trấn, thành phố khác ở Donetsk mà Ukraine vẫn kiểm soát. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky từng nói, Kiev sẽ nỗ lực bảo vệ Bakhmut nhưng không phải bằng mọi giá khi cuộc chiến ở đây khiến Ukraine hao tổn nhất từ trước đến nay. Ông Mason Clark, nhà phân tích cấp cao và là trưởng nhóm nghiên cứu về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, nhận định Bakhmut sẽ không có tác động lớn trong cuộc xung đột hoặc gây ra nguy hiểm cho các lựa chọn phòng thủ hoặc tấn công của Ukraine ở vùng Donbass. Mặt khác, ông nhấn mạnh, ở một mức độ nào đó, Bakhmut quan trọng đối với Ukraine vì nó rất quan trọng đối với người Nga. Một số lãnh đạo quân đội Mỹ và phương Tây khuyên cáo Ukraine nên chuyển trọng tâm khỏi Bakhmut để hạn chế thương vong, duy trì lực lượng cho các kế hoạch phản công sắp tới, đồng thời tận dụng những khí tài hiện đại được viện trợ nhằm tăng cường cho các mặt trận khác. Nóng chiến sự, Nga tấn công trung tâm hoạt động đặc biệt của Ukraine. Ngày 27 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với các phóng viên rằng quân nhân Nga đã tấn công trung tâm hoạt động đặc biệt của phương Tây ở Ukraine. Trung tâm hoạt động bị phá hủy nằm gần thành phố Khmelnitsky. Tại khu vực làng Adriivka, quân đội Nga đã phá hủy một hệ thống bắn tự hành của hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại khu vực Dobropoli, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một trạm radar 36D6 phát hiện các mục tiêu trên không bay thấp đã bị phá hủy. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, nhóm quân phương Nam của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Donetsk. Hơn 250 binh sĩ Ukraine bị tiêu diệt, 12 thiết bị, cũng như kho đạn dược và radar phản pháo AN/TPQ-37 đã bị phá hủy trong ngày qua. Theo hướng Krasnyi Lyman, bộ này cho biết, các hành động tấn công liên tục tích cực của các đơn vị thuộc cụm quân đội trung tâm với các cuộc tấn công bằng máy bay chiến thuật, pháo binh và hệ thống hỏa lực hạng nặng đã tấn công các đơn vị của quân đội Ukraine trong các khu vực định cư Zaporova và Torskoe của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Dibrivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Trước đó, ngày 26 tháng 2, Trung tướng Igor Konasekov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt 6 nhóm phá hoại và trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Kupiansk.